VinFast vừa công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua dòng xe Look A2.0. Tiêu chuẩn và bản nâng cao được ưu đãi 30 triệu đồng, bản cao cấp ưu đãi lên đến 50 triệu đồng. Như vậy thì giá xe sau ưu đãi còn từ 851 triệu đến 1 tỷ 024 triệu đồng Việt Nam. Đây là cơ hội cho nhiều người yêu chuộng thương hiệu Việt sở hữu một chiếc xe với túi tiền được tiết kiệm thêm vài chục triệu và thậm chí lên đến cả 100 triệu đồng Việt Nam. VinFast Look A2.0 được định vị trong phân khúc dòng xe sedan tầm giá 1 tỷ đồng ở tại thị trường ô tô Việt. Xe sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như là thiết kế hiện đại, bắt kịp xu hướng, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, ấn tượng nhờ trang bị động cơ tăng áp với công suất là 228 mã lực, khung gầm chắc chắn đạt chuẩn châu Âu. Đạt chuẩn an toàn Asian NCAP 5 sao cao nhất với loạt trang bị an toàn điện tử cao cấp. Ngoài ra thì khách hàng còn được giảm giá sâu hơn nữa nếu sử dụng voucher Vinhomes và tham gia chương trình đổi cũ lấy mới, bán xe cũ mua xe VinFast thông qua Smart Solution. Khách hàng vẫn được bảo đảm các quyền lợi như là chế độ bảo hành 5 năm hoặc là 165.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, miễn phí cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành và quyền lợi đỗ xe miễn phí 6 tiếng trên một lần ở Vincom và Vinhomes. Thấu hiểu về những khó khăn do dịch bệnh, VinFast tiên phong thực hiện hóa triết lý vì khách hàng. Thông qua việc tư vấn, trải nghiệm lái thử và ký hợp đồng mua bán xe tận nơi, chính sách ưu đãi của VinFast giúp cho khách hàng tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ chút nào, đồng thời giúp khách hàng di chuyển an toàn trong thời gian này. Các đại lý VinFast cũng áp dụng chính sách kích cầu đối với dòng xe Look A2.0 và Look SA 2.0 sản xuất 2020. Theo đó thì A2.0 2020 tiêu chuẩn và nâng cao giảm 80 triệu đồng, bản cao cấp giảm 100 triệu đồng. Như nhiều chia sẻ của nhiều người, VinFast cũng là những lựa chọn của họ bởi vì họ đang muốn sở hữu một chiếc xe ô tô để nhằm ủng hộ thương hiệu Việt. Một thông tin khác, vừa qua Hyundai thành công ra thông báo triệu hồi lên đến 23.587 xe Tucson sản xuất trong cùng thời gian từ 2015 cho đến 2020. Cả phiên bản máy xăng và máy dầu đều thay thế cầu chì và cập nhật phần mềm. Liên doanh ô tô Hyundai thành công Việt Nam HTV đã chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi thay thế cầu chì và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống ABS trên mẫu xe Hyundai Tucson. Triệu hồi phần này áp dụng cho các phiên bản máy xăng 2.0 và máy dầu 2.0, bao gồm cả xe nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước. Tổng số xe Hyundai Tucson bị triệu hồi là 23.587 xe, mục đích là để thay thế cầu chì và cập nhật phần mềm. Các mẫu xe Hyundai Tucson thuộc diện triệu hồi có thể gặp vấn đề nổi đèn cảnh báo hoặc là đèn báo ABS trên đồng hồ. Trong một số tình huống hiếm gặp, bảng mạch bộ điều khiển thủy lực của hệ thống phanh ABS được gọi là HECU tiềm ẩn nguy cơ ngắt mạch và có thể dẫn đến nguy cơ cháy bộ điều khiển HECU. Nguyên nhân được xác định đó là do cầu chỉ bộ điều khiển hệ thống phanh ABS đang là 40A, dẫn đến dòng giới hạn ở mức cao, không bảo vệ được mạch điện trong một số tình huống quá công suất điện. Trong một số trường hợp vận hành ở điều kiện khắc nghiệt kết hợp với điều kiện thời tiết đặc biệt gây nguy cơ ngắn mạch và nguy cơ cháy bộ điều khiển HECU. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp nào gặp vấn đề liên quan đến lỗi này ở tại Việt Nam. Những xe trong diện triệu hồi sẽ được thay thế cầu chì loại 25A và 30A, bảo đảm công suất phù hợp và đồng thời cũng sẽ cập nhật phần mềm bộ điều khiển hệ thống cân bằng điện tử ESC. Thời gian thực hiện chương trình đến hết tháng 5 2050. Khách hàng sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được đại lý Hyundai nhắn tin cũng như là mời đến để thực hiện việc sửa chữa thay thế miễn phí. Điều đặc biệt hãng gửi đến quý vị khách hàng đó là quy trình này dự kiến không mất đến quá 30 phút đồng hồ.
Vừa qua, VinFast đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt một mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên với tên gọi là VinFast VF i34 2021. Mặc dù là được xếp vào phân khúc SUV hạng C, nhưng các thông số kỹ thuật chỉ ra rằng mẫu xe mới này chỉ nằm ở phân khúc SUV hạng B mà thôi, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Hàn Quốc như là Hyundai Kona và Kia Seltos. VinFast VF i34 2021 được áp dụng chính sách bảo hành 10 năm của VinFast. Hãng xe Việt cũng nhận đặt cọc. Từ quý thứ 2 trong năm, khách hàng mua xe sẽ được áp dụng mức ưu đãi là 590 triệu đồng và 1 năm thuê pin miễn phí tương đương với 17,4 triệu đồng Việt Nam. Giá bán lẻ niêm yết của dòng xe này không kèm pin được công bố là 690 triệu đồng Việt Nam. Khách hàng đặt mua xe từ ngày 24 tháng 3 đến 30 tháng 6 sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi 590 triệu đồng, đi kèm với 1 năm đầu thuê pin miễn phí. Mức đặt cọc xe là 10 triệu đồng Việt Nam, tuy nhiên khách hàng có thể chuyển nhượng và chuyển giao chấm dứt thỏa thuận đặt cọc và rút lại tiền đặt cọc theo quy trình và hướng dẫn của VinFast. Xét về kích thước tổng thể của dòng xe này hiện đang tương đương với Kia Seltos 2021 mới ra mắt ở tại thị trường Việt. Tuy nhiên dung tích hành lý của xe ở mức 290 lít trong khi Seltos đạt đến 433 lít. Với thông số dài rộng cao lần lượt là 4.300, 1.793 và 1.613 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt là 2.610 mm, khoảng sáng gầm xe không tải đó là 180 mm, khi tải đầy còn lại là 140 mm. Dung tích khoang hành lý có hàng ghế cuối là 290, trọng lượng không tải là 1.490. La răng gồm có hợp kim 18 inch loại lốp summer, lốp dự phòng phụ kiện bán lẻ, bộ vá lốp xe được trang bị kèm theo, hệ thống treo trước và sau, đa điểm kiểu MacPherson và giằng xoắn, phanh trước và phanh sau dạng phanh đĩa. VinFast VF i34 2021 sở hữu ngoại hình khá là trẻ trung và năng động với cụm đèn pha LED hốc gió mở rộng cùng dải LED định vị ban ngày kéo dài đến trung tâm mặt ca lăng, tương tự dòng Lux hiện nay. Phía sau của xe sử dụng cụm đèn hậu LED nằm ngang, nối liền với dải đèn LED kéo dài đến logo trung tâm hình chữ V. Hãng xe Việt trang bị cho VF i34 bộ la răng hợp kim 18 inch cùng nhiều chi tiết mạ rôm như là viền cửa sổ, thanh nẹp cửa, ốp cản trước và cản sau cũng như là giá nóc. Nói về màu ngoại thất là gồm có 8 màu, đèn pha dùng đèn LED tự động bật và tắt, đèn chiếu sáng ban ngày cũng là đèn LED, đèn hậu, đèn trên cao phía sau hoàn toàn là đèn LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích, đèn báo rẽ, cửa sổ, kính cửa sổ điện, màu đen riêng tư lên xuống một chạm, viền cửa sổ mạ rôm, thanh nẹp cửa mạ rôm, kính chắn gió dạng chống tia UV, gạt mưa trước tự động, gạt mưa sau được trang bị và anten dạng vây cá mập, cốp sau đóng mở điện, cánh hướng gió dạng nhựa đa bộ phận, thanh trang trí nóc xe được trang bị với tấm bảo vệ dưới thân xe cũng được trang bị. Nói về không gian nội thất của VinFast VF i34 2021 được thiết kế khá là đơn giản và thanh lịch. Nổi bật nhất đó là màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc 10 inch cho phép người lái thao tác thay đổi các chức năng một cách khá là dễ dàng. Các chi tiết trang trí bằng kim loại cũng được sử dụng tại các vị trí như là tay nắm cửa, vô lăng, bảng đồng hồ, hốc gió điều hòa hay là bệ trung tâm, giúp cho chiếc xe trở nên năng động và ấn tượng hơn. Dòng xe này là dòng xe 5 chỗ ngồi, ghế ngồi được bọc ra, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng, có hai cổng kết nối USB, hàng ghế sau gập dạng 60-40, vô lăng chỉnh cơ 4 hướng, bọc ra và tích hợp các phím chức năng. Điều hòa khí hậu tự động một vùng, bơm nhiệt có chức năng kiểm soát chất lượng không khí, lọc không khí, cabin bụi mịn, B2.5 làm tan xương và tan băng. Cửa sổ điều hòa cho hàng ghế sau được trang bị bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái kích thước 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 10 inch, chức năng định vị điều hướng được trang bị. Kết nối FM Wi-Fi, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, hệ thống âm thanh được trang bị 6 loa, trang bị chìa khóa thông minh khởi động bằng bàn đạp phanh. BEV, gương chiếu hậu ở bên trong chống chói tự động, tay nắm trần xe,
gồm có 4 cái dụng cụ khẩn cấp phụ kiện đi kèm theo. Tuy nhiên, đây được tính là phụ kiện bán lẻ. Đèn phía trước có microphone và nút SOS. Xe còn được trang bị đèn hộc để đổ trước, lẫy mở cửa, khay đựng dụng cụ sửa xe, tấm chia đôi cốp xe, tấm che nắng có gương và đèn, khoang để dụng cụ cũng như là lốp dự phòng ở trong cốp. Với loại pin lithium-ion, VinFast VF E34-2001 có khả năng di chuyển 300 km mỗi lần sạc đầy và thậm chí có thể đi được 180 km chỉ sau 15 phút sạc với cổng sạc nhanh. Công suất vận hành của xe theo công bố của VinFast đó là 110 kW và mô men xoắn cực đại là 242 N. Công suất tối đa là 110 kW, mô men xoắn cực đại là 242 N. Xe được dẫn động cầu trước. VinFast VF E34-2001 sở hữu 6 túi khí an toàn tương tự bản cao cấp nhất của Kia Seltos và Hyundai Kona. Bên cạnh đó, hãng xe Việt còn trang bị cho VF E34-2021 hàng loạt các tính năng an toàn hiện đại như là đèn pha tự động thích ứng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, cảnh báo áp suất lốp, khóa xe tự động khi di chuyển, căng đai khẩn cấp ghế trước, cảnh báo thắt dây an toàn, móc cố định ghế trẻ em, ISO, FIX, cảnh báo chống trộm và chìa khóa mã hóa. Ngoài các trang bị cơ bản, VinFast VF E34-2001 còn được cung cấp khá nhiều tính năng cũng như là công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn hiện đại bậc nhất hiện nay, gồm có cảnh báo trịch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe trước và sau, hệ thống camera sau, camera 360 độ. Đây là được xem là dòng xe tiên khởi ở thị trường trong nước, là dòng xe điện mang thương hiệu Việt và gây nhiều sự tò mò cho nhiều người Việt chúng ta. Bởi lẽ giá bán nằm trong tầm chưa đến 700 triệu đồng Việt Nam. Cũng nhiều gia đình đang cân nhắc lựa chọn mẫu xe này với đoạn đường di chuyển đi làm hàng ngày khá ngắn, không đến 200 km. Và với xu hướng tương lai sử dụng năng lượng sạch, sử dụng điện, thì đây cũng là điều cân nhắc của rất nhiều gia đình Việt trong thời đại hiện nay. Mẫu Roadster hạng B của Hyundai đã mở bán chính thức cách đây hơn 2 năm nhằm tranh giành thị phần với dòng xe Honda HR-V và Ford EcoSport. Hiện nay, Hyundai Kona được bán với 3 phiên bản gồm bản 2.0 AT tiêu chuẩn với giá là 636 triệu, bản 2.0 AT đặc biệt giá là 699 triệu, bản 1.6 Turbo với giá là 750 triệu đồng Việt Nam. Vừa qua thì một số đại lý đã bất ngờ rao bán xe Hyundai Kona với mức giá rất là hấp dẫn, như là Hyundai Thành An Long Biên ở thị trường phía Bắc Hà Nội rao bán Hyundai Kona phiên bản đặc biệt với giá là 663 triệu, tương đương mức giảm là 35 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 1.6 AT Turbo rao bán với giá là 707 triệu, giảm khoảng 42 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức giảm sâu nếu so sánh mức ưu đãi áp dụng. Bản đặc biệt hiện tại giảm nhiều hơn là 7,26 triệu đồng, trong khi bản Turbo giảm hơn 18,38 triệu đồng Việt Nam. Mức giảm giá đồng đều tại các đại lý, có một số đại lý áp dụng mức giảm ít hơn như là Hyundai Cầu Diễn ở phía Bắc Hà Nội. Bản đặc biệt được rao bán với giá là 670,7 triệu đồng Việt Nam, giảm 28,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản Turbo giá 726 triệu, giảm 24 triệu đồng, trong khi bản tiêu chuẩn có giá là 614 triệu, giảm 22 triệu đồng. Tại sao có tình trạng như vậy? Bởi lẽ khi mới xuất hiện thì Kona được khách Việt săn đón bao nhiêu, thì nay sự chú ý đó lại đang đổ dồn qua cho dòng xe Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Và Hyundai Kona 2021 vẫn thể hiện tốt khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế thực dụng và danh sách trang bị tiện nghi, an toàn rất phong phú. Tuy nhiên, doanh số bán vẫn đang sụt giảm.
Do đó, đây là một cách hình thức kích cầu. Hy vọng rằng doanh số sắp tới của các đại lý có thể thay đổi khi giá được giảm xuống, thậm chí giảm 60 triệu đồng Việt Nam.